Rồi, chị xin chào mời cô bác anh chị em và các bạn ha. Tiếp tục đi câu mày dinh đó nghe mọi người. Đi câu cá cha kiểu mà cá không gì éo quá. Đó, đây trường có dẹt dẹt đường đó sẵn kìa. Đó. Mới lại đây bước bước đây chợt nè. Chợt té ăn cái gì, xém chút bay xuống dưới luôn rồi. Rồi, tiếp tục chuyện chọn miếng cám tanh thơm ha. Mình xả ổ rồi mình câu luôn nha mọi người. Có miếng xào ổ rồi. Cái câu này nè mọi người trộn á, đừng có cứng quá nha. Trộn nó hơi dẻo dẻo hay hơi là được rồi. Tiếp tục dựng câu cái lưỡi màu vàng số 3 này nha mọi người. Rồi dựng móc vô hai cục mồi nhỏ vậy ha. Này dựng thả xuống khoảng 5-6 tắc nha mọi người. Chỗ này nó cũng sâu lắm, mình thả nhưng mà mình câu mồi dinh á, mình chỉ cần lửng lửng là được rồi, cũng không cần thiết phải quá sâu ha. Lúc đầu rồi gì vậy trời ơi, cá chê thấy không mọi người, trường biết có cá chê mà thấy không, trời ơi giật cái đã tay mọi người, nhìn cựng công rồi nè, đó ghê chưa. xỉn nào đó, mấy cựng này giật cảm giác đã lắm mọi người. Đây tuy cá chê nó không bự ha, nhưng mà được cái có cái mình giật gì là vui rồi mọi người, nó hết sức đã luôn. Hết chạy rồi. Ủa cá chốt mọi người ơi. Ủa xỉn vậy. Chốt bự luôn nha. Ôi, vậy là chốt vô ngay bầy chốt nữa nè mọi người. Tính kiếm mày dinh mà sao gặp ngay bầy chốt rồi. Bởi vì nó ghẻ không à, nãy giờ trường để xuống nó ghẻ liên tục luôn mọi người. Nè, chốt bự nè. Hết chạy. Ồ cái gỗ luôn mọi người ơi. Nay mồi đa năng nha, dính đủ thứ đó. Để cái cá mày dinh đó nha. Xuống cái ăn luôn rồi. Ê. Ồ mày dinh. Ôi có mày dính này, bị dính bên hông rồi. Trời ơi, dính chui xuống dưới đó hát gì. Dột luôn rồi. Dính góc dưới luôn rồi. Chạy phao rồi. Ôi có mày dính bự nha mọi người. Em nha. Đây, có mày dính bự gì cũng xịn rồi.
Ôi cá chốt bự nữa mọi người ơi. Ui là chín xén cái nè. Lúc phao rồi. Hồi cá chốt nữa mọi người ơi. Xịn quá vậy. Có một chảo cầu khô ngon lành luôn rồi nha. Ôi cá chốt nó úi nè mọi người. Đó. Chỗ này ha, trường cũng tận dụng lắm nha. Kiểu nè, cái chăn mấy gốc cây dừa nè mọi người. Cũng mát, nhưng mà trời hôm nay kiểu như ông cũng ui ui á. Chuyển mưa thôi. Thấy nói chung là lý tưởng để đi câu nha. Lúc phao rồi, hết chạy nè. Banh luôn. Banh nổ luôn. Thiệt tình chứ. Thì chứ con lỗ trong ha, bên lỗ ngoài con lỗ trong đẹp phải luôn, lôi luôn mọi người ơi. Nó chạy phao rồi nó chạy phao rồi nè. Lôi rồi nè, nó rớt rớt luôn rồi. Lôi rồi nó mọi người ơi. đã nha. Hết chạy nè, nó thấy chưa. Phao chạy phao rồi nó thấy chưa. đã nha mọi người. Nặng
phao rồi nè, nó thấy chưa, không có mày dinh bự luôn, lứa lứa không à. Ở ngoài sông thì có mày dinh bự, còn trong đây không có. Không có bự luôn. Lúc phao rồi, cá chốt luôn. Chạy phao rồi. Rồi thôi, cầu xíu có nhớ có dãy đủ ăn mọi người ơi. Đây. Nói chung mà cũng không có nhiều gì mấy, nhưng mà nhiêu đây là giờ cũng đã tay rồi. Đó. Rồi vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau ha.